Lưu Đức Hoa thủ vai bệnh nhân rối loạn lưỡng cực, mong muốn mang đến sự quan tâm, do Lưu Đức Hoa và Lâm Tiểu Cường sản xuất, Bành Thuận đạo diễn. Với Lưu Đức Hoa, Trương Tử Phong, Khuất Sở Tiêu đảm nhận vai chính, cùng với sự góp mặt đặc biệt của Lưu Đào, Quách Hiểu Đông và Tưởng Mộng Di, bộ phim tội phạm trên không quy mô lớn Đường Bay Nguy Cơ sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 10, thứ năm tuần này. Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên từng góp mặt trong những tác phẩm đình đám như Vương Diệu Khánh, Vô Song, Trương Dương, Chuyên gia phá bom 2 và Chu Hương Triết, Tôi đã ăn sáng của cậu ấy suốt một năm. Nhân dịp phim ra mắt tại Hồng Kông và Macau, nhà sản xuất Kim Nam chính Lưu Đức Hoa đã trực tiếp trả lời phỏng vấn, thỏa mãn sự tò mò của khán giả về bộ phim. Với chủ đề về tội phạm trên không gây hiếm gặp, đây cũng là bộ phim đầu tiên của Trung Quốc khai thác đề tài này. Khi được hỏi liệu đây có phải là bộ phim có nhiều cảnh hành động nhất trong số các tác phẩm gần đây của anh, Lưu Đức Hoa thẳng thắn, cảnh hành động cũng tương đối nhiều, nhưng lần này có thể các cảnh cận chiến sẽ nhiều hơn. Vì chúng tôi quay trong máy bay, không gian hẹp nên không thể bắn súng liên tục, cảnh đấu súng ít hơn. Những năm gần đây, tôi tham gia nhiều phim có cảnh đấu súng, nhưng lần này mật độ hành động tương đương với Chuyên gia phá bom. Các cảnh hành động tôi tham gia chủ yếu diễn ra bên ngoài máy bay, khá vất vả vì phải treo dây cáp. Bên cạnh việc tạo kích thích cho giác quan của khán giả, lần này Lưu Đức Hoa lại vào vai một người cha. Khi được hỏi về sự khác biệt so với các vai diễn trước như Trong Mất Con hay Địa Cầu Lang Thang 2, anh chia sẻ, đi vì nhân vật mắc bệnh rối loạn lưỡng cực. Bệnh này khiến anh ấy không thể kiểm soát bản thân, đôi khi nổi nóng với vợ con trong quá trình phát bệnh. Xã hội hiện nay đầy áp lực, nhiều gia đình cũng đối mặt với tình cảnh tương tự. Mỗi người cần làm tốt phần việc của mình, và người thân trong gia đình cần hiểu rằng khi bệnh nhân lên cơn, họ không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều mâu thuẫn và khó khăn. Lưu Đức Hoa cũng hy vọng bộ phim có thể mang lại niềm tin cho những người mắc bệnh và gia đình họ. Anh nói, đi hy vọng sau khi xem phim, mọi người sẽ thấy rằng qua quá trình thử thách giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, cuối cùng gia đình vẫn đoàn tụ. Mong rằng khi người khác gặp tình cảnh tương tự trong đời thực, họ sẽ có thêm niềm tin, dù có khó khăn nhưng cùng nhau cố gắng, kết quả sẽ tốt đẹp. Lưu Đức Hoa cũng chia sẻ về cách anh chuẩn bị cho vai diễn người mắc bệnh rối loạn lưỡng cực. Xung quanh tôi có nhiều người có tình trạng tương tự, có thể không đến mức là bệnh, nhưng họ có xu hướng dễ nổi nóng về mặt cảm xúc. Một số người may mắn không phát triển thành bệnh, nhưng đây chủ yếu là do họ đặt yêu cầu quá cao cho cuộc sống, công việc hoặc các sản phẩm của mình, dẫn đến tình trạng cực đoan. Khi não gặp vấn đề về tiết hormone, bệnh mới hình thành, và đó là lúc trở nên rắc rối. Vì thế, sống khoan dung hơn với bản thân thì tốt hơn. Thông qua vai diễn này, anh cũng muốn gửi đến khán giả những thông điệp tích cực. Trong phim, cả nhân vật phản diện lẫn chính diện đều mắc chứng rối loạn lưỡng cực và uống cùng một loại thuốc. Nhân vật của Khuất Sở Tiêu cũng mắc bệnh và trải qua quá trình phát bệnh. Cách đối diện với bệnh tật quyết định bạn trở thành người phản diện hay chính diện. Nếu dùng năng lượng tiêu cực, bạn sẽ trở thành phản diện, còn nếu dùng năng lượng tích cực, bạn sẽ trở thành chính diện. Cả hai nhân vật đều có những phân cảnh thể hiện việc họ dùng chung loại thuốc. Mọi người đều biết Lưu Đức Hoa gần đây bận rộn quảng bá phim và thực hiện tour diễn ca nhạc. Khi được hỏi về việc làm thế nào anh cân bằng giữa các vai trò ca sĩ, nhà sản xuất phim và diễn viên trong nhiều năm qua, và liệu có bao giờ anh nghĩ đến việc nghỉ hưu, anh trả lời, tôi đã suy nghĩ về điều đó, luôn nghĩ đến việc này và sẽ dần chậm lại. Vì có nhiều điều tôi không thể bỏ qua, chẳng hạn như tận hưởng cuộc sống với bạn bè, gia đình, vợ con. Họ đều là một phần cuộc sống của tôi. Còn về việc nghỉ hưu, có lẽ tôi sẽ không vì ca hát, điện ảnh và diễn xuất đã là một phần của cuộc sống tôi. Bạn có thể coi đó như sở thích, dù người khác có định nghĩa cuộc sống của tôi như thế nào, tôi không cần quá bận tâm. Sự nghiệp của Angelababy tại Trung Quốc không còn như trước, xuất hiện ở Hồng Kông làm việc thiện được khen ngợi. Angelababy, Dương Dĩnh, 35 tuổi, sau khi bị bắt gặp xem biểu diễn Crazy Horse Paris ở Paris vào năm ngoái, đã bị nhiều cư dân mạng chỉ trích vì hành vi không phù hợp. Sau đó, cô bị nghi ngờ bị các nền tảng hạn chế ngầm, khiến sự nghiệp bị đình trệ. Đến đầu năm nay, cô mới được giải phóng khỏi lệnh cấm, nhưng sự nghiệp đã không còn như trước. Gần đây, cô thường xuyên xuất hiện ở Hồng Kông và mới đây còn tự tay làm từ thiện, chuẩn bị cơm hộp cho người cao tuổi, khiến nhiều người cho rằng cô có thể đang muốn trở lại thị trường Hồng Kông và tái khởi động sự nghiệp tại đây. Vụ việc liên quan đến Crazy Horse đã ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp nhiều năm của Angelababy tại đại lục. Dù sau đó cô được giải cấm, nhưng mức độ nổi tiếng đã giảm rõ rệt và tần suất xuất hiện của cô cũng ít hơn nhiều.
Trong khi đó, chồng cũ của cô Huỳnh Hiểu Minh cùng bạn gái hiện tại Diệp Kha gần đây lại trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Vì công việc giảm sút, trong năm qua, Angela Baby được phát hiện xuất hiện nhiều lần ở Hồng Kông. Đầu năm nay, cô tham gia sự kiện đêm Thượng Hải tại triển lãm điện ảnh và truyền hình, sau đó tham dự lễ trao giải kim tượng của điện ảnh Hồng Kông. Tháng trước, cô còn được nhìn thấy chụp ảnh trên phố và gần đây được cư dân mạng ghi lại hình ảnh khi làm việc thiện, tự tay chuẩn bị cơm hộp cho người già. Trong những bức ảnh được cư dân mạng đăng tải, Angela Baby mặc tạp dề, đội mũ bảo hộ vệ sinh trong bếp và đeo khẩu trang, cùng với những người bạn thiện nguyện chuẩn bị cơm hộp. Cô tự tay gói ghém từng phần cơm và gửi đến người già. Hành động này lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, khen cô không chỉ xinh đẹp mà còn có tấm lòng nhân ái. Việc làm từ thiện đã mang lại nhiều lời khen ngợi cho Angela Baby, nhưng việc cô liên tục xuất hiện tại Hồng Kông trong năm qua cũng khiến nhiều người tò mò, nghi ngờ cô có ý định trở lại thị trường Hồng Kông. Bởi lẽ, Hồng Kông chính là nơi cô đã khởi nghiệp và xây dựng nền tảng vững chắc cho danh tiếng của mình. Trần Tiểu Xuân 57 tuổi nhiều lần xuất hiện trên sân khấu CCTV, biểu diễn trong chương trình Mừng Quốc Khánh. Nghệ sĩ yêu nước 57 tuổi Trần Tiểu Xuân hiện đang phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục, từng tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Bố ơi, Mình đi đâu thế, Anh trai vượt mọi chông gai, Đêm Đại Loan tử và đạt được sự yêu mến đáng kể tại đây. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, anh còn từng đảm nhiệm vị trí thành viên hội nghị hiệp thương chính trị ở Huệ Châu và thường xuyên có những phát ngôn yêu nước, trở thành hình mẫu nghệ sĩ lý tưởng. Bên cạnh đó, Trần Tiểu Xuân còn là gương mặt quen thuộc của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, không chỉ tham gia chương trình đón năm mới của CCTV, mà trong chương trình đặc biệt Mừng Quốc Khánh năm nay Giấc mơ Trung Quốc, Tình yêu gia đình, anh cũng góp mặt với màn trình diễn ấn tượng. Trần Tiểu Xuân từng biểu diễn ca khúc bài hát Phương Đông trong chương trình chào đón năm mới của CCTV và nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng. Trong chương trình đặc biệt Mừng Quốc Khánh năm nay Giấc mơ Trung Quốc, Tình yêu gia đình, anh xuất hiện trong trang phục trường sam truyền thống, mang dáng vẻ đỉnh đạt, biểu diễn tiết mục cổ vũ hùng sư. Đúng như tên gọi, anh vừa đánh trống vừa kết hợp với màn trình diễn múa sư tử, tạo nên hình ảnh đầy mạnh mẽ và gây ấn tượng sâu sắc, thể hiện sự phồn vinh của tương lai Trung Quốc. Trần Tiểu Xuân đã nhiều lần đại diện cho Hồng Kông xuất hiện trên sân khấu CCTV trong các chương trình lớn, không chỉ nổi tiếng mà còn trở thành hình mẫu nghệ sĩ yêu nước.